Với bạn, hạnh phúc của gia đình chính là hạnh phúc của bạn. Bạn rất coi trọng tình cảm gia đình. Bạn sẵn sàng cung cấp tất cả những nguồn tài nguyên bạn có để hỗ trợ từng thành viên trong gia đình của bạn. Đã rất nhiều lần, bạn hy sinh một cách âm thầm cho gia đình của mình. Bạn lao động rất chăm chỉ cần cù, đối diện với vô vàn những khó khăn trong cuộc sống. Chỉ một mình bạn đối diện với nó. Bạn không muốn mang sự bất an về cho gia đình của mình. Bạn rất kiên cường, dũng cảm, đối diện với những thế lực từ bên ngoài để bảo vệ gia đình của bạn. Bạn sẵn sàng cung cấp tất cả những nguồn tài nguyên bạn có để hỗ trợ cho từng thành viên trong gia đình. Bạn dành thời gian để thấu cảm, đồng cảm từng thành viên, hiểu tâm tư, nguyện vọng, ước nguyện của từng thành viên và ra sức hỗ trợ cho họ ngày càng phát triển tích cực, trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Khi thành viên trong gia đình của bạn đối diện với những khó khăn chướng ngại trong cuộc sống, có thể mất cân bằng và có rất nhiều năng lượng tiêu cực, bạn rất kiên nhẫn cam kết cung cấp tình yêu dồi dào cho thành viên trong gia đình của mình. Nhờ tình yêu vĩ đại của bạn đã giúp họ thức tỉnh khỏi vô minh, mê lầm, ảo tưởng, chấp trước, từ đó biến đổi thật mạnh mẽ, trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Bạn là ngọn hải đăng ánh sáng và tình yêu, gắn kết từng thành viên trong gia đình với nhau, hỗ trợ cho họ phát triển khả năng từ nhận thức. Bản thân họ cần có trách nhiệm như thế nào để nuôi dưỡng xây dựng cho gia đình ngày càng hạnh phúc, giàu có và hưng thịnh. Gia đình của bạn, nguồn năng lượng dồi dào từ gia đình của bạn, lan tỏa khắp cộng đồng, mang lại rất nhiều lợi lạc cho thế giới xung quanh bạn. Chính bạn đã tạo ra rất nhiều những gợn sóng năng lượng tích cực, làm cho cuộc đời này ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Thế giới rất cần người giống như bạn. Quốc Anh nguyện cầu vô số phước lành đến với bạn.